Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Vũng Tàu tổ chức. Hơn 200 đại biểu đại diện 17 phường, xã, các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn tham dự hội nghị. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo luật đất đai sửa đổi, các đại biểu tại thành phố Vũng Tàu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân khi thu hồi đất liên quan đến chính sách bồi thường các đại biểu đề nghị việc bố trí tái định cư phải tương đồng với điều kiện nơi ở cũ hoặc giá trị bồi thường phải theo giá trị thị trường